Ở tập trước của phần phim Titan Hắc Ám, Boba Future Titan, Speakerman, TV Man và Camera Man đã gặp gỡ lẫn nhau và cùng nhau kết hợp để bảo vệ trái đất. Nhờ sự xuất hiện của họ mà thế giới tương lai hoàn toàn hòa bình. Thế là họ quyết định rời khỏi trái đất để ra ngoài không gian vũ trụ bảo vệ những hành tinh đang cần họ. Đằng kia cái khác cầu. Chính hành tinh này đã phát ra tín hiệu cầu cứu chúng ta. Mau xuống đi. Chết tiệt. Sao xuất hiện nhiều xác chết của những Titan TV Man ngoài hành tinh thế này? Rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì? Cuối cùng cũng có người tới hành tinh này. Làm ơn ngăn cản hắn lại. Hả? Này, con chết đã. Hắn là ai? Và giờ hắn đang ở đâu? Hay, chết tiệt thật. Bình tĩnh đi, Future Titan TV Man. Tôi nghĩ kẻ đang lộng hành ở nơi này vẫn còn đang ở đây. Chúng ta mau đi tìm đi. Chắc chắn sẽ gặp được thứ đó mà thôi. Hey, được rồi, vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường nào. Nhất quyết phải giải cứu được hành tinh này. Sao có mùi gì thối thế? Này, Future Speakerman, bộ cậu xì hơi à? Cái gì chứ? Người đỡ thừa ta à? Ta không có xì hơi, mà là mùi của người ị trong quần đó. Chết tiệt, ta không có ị trong quần. Thôi, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. Chúng ta đã làm một đội rồi mà. Hả? Nhìn kia, mùi phát ra từ đằng kia. Dường như có rất nhiều xác chết nằm ở phía kia. Mau qua đó xem thử đi. Khốn kiếp, lại là những Titan TV Man ngoài hành tinh. Mẹ kiếp thật, rốt cuộc kẻ nào đã tàn sát sạch sành sanh giống loài của họ chứ? Trời đất ơi, hôi quá, hôi không chịu được. Nhưng mà dẫu sao cũng đỡ hơn mùi của Future Cameraman ỉ trong quần. Chết tiệt, ngươi nói cái gì tên Future Speakerman kia? Thôi nào, hai cậu đừng có trêu chọc nhau nữa. Chúng ta phải làm nhiệm vụ quan trọng, chứ không phải tới đây để giỡn đùa đâu. Này, Future TV Man, có khi nào họ bị một giống loài quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm tới đây, giết sạch? Hoặc là một kẻ kinh khủng nào đó muốn cướp tài nguyên của họ, nên triệt tiêu họ hết hay không? Có lẽ là như vậy, nhưng cũng có thể đã có một cuộc nội chiến xảy ra bên trong giống loài của họ. Phán đoán tốt lắm. Đúng như vậy, thứ mà đã tàn sát những TV Man ngoài hành tinh này lại là một trong chính giống loài của bọn chúng. Cái gì thế này? Là một tên Titan người đồng hồ à? Mẹ kiếp, hành tinh này đang bị tàn sát hàng loạt. Bọn ta tới đây thì thấy ngươi chính là sinh vật đầu tiên còn sống. Nếu ta đoán không nhầm, chính ngươi là hung thủ. Bây giờ ngươi định đổ tội cho người khác hay sao? Chết tiệt, đúng là những suy luận quá vẩn. Vậy không lẽ các ngươi nhìn thấy ai đầu tiên thì người đó là hung thủ à? Mọi sự thật phũ phàng đều diễn ra trước mắt của chúng ta. Nếu không thì tại sao ngươi lại xuất hiện ở hành tinh này? Chắc chắn ngươi có ý đồ bất chính, muốn chiếm đoạt thứ gì của những Titan TV Man ngoài hành tinh ở đây. Mau tiến lên diệt trừ hắn đi. Mẹ kiếp, bà tình ngu ngốc này. Ta cũng giống như các ngươi, ta nhận được tín hiệu cầu cứu và ta tới đây để giải quyết vấn đề ở cái hành tinh này. Sao có thể tôi cứng đờ thế này? Tôi không cử động được. Mẹ kiếp, tên khốn này, hắn sử dụng khả năng ma quỷ gì vậy? Ta là hiệp sĩ Future Titan Clockman. Ta tới đây thì phát hiện được một trong số những Titan TV Man ngoài hành tinh này đã phản bội lại chính đồng loại của mình, hấp thu và giết chết chúa tể của hắn. Hắn đã biến thành một Titan TV Man hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Chính hắn đã phá hủy hành tinh này. Mẹ kiếp, người dám làm mà không dám nhận hay sao? Chết tiệt, con ngon thì hãy thả bọn ta ra, đừng ngưng động thời gian nữa. Bọn ta sẽ cho người tan thành mây khói. Này các cậu, năng lực ngưng động thời gian của hắn sẽ có vài giây mất tác dụng. Hãy tận dụng thời gian đó, tiến tới đánh cho ma hắn nhận không ra luôn đi. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như thế này Thì tên hung thủ đó sẽ cao chạy xa bay mất. Hãy tin nữa ta, bây giờ ta sẽ di chuyển về bán cầu Nam,
Còn các ngươi hãy di chuyển về bán cầu Bắc. Một trong hai bán cầu, chúng ta sẽ gặp được hung thủ. Tức không, nó đã chạy đi đâu? Chạy tiệt cái cầu hắn về phía bán cầu Nam đâu kìa. Mau đuổi theo hả? Khoan đã các cậu, đừng nóng vội. Tôi nghĩ hắn không có lý do gì lừa chúng ta cả. Nếu hắn là hung thủ, hắn đã cao chạy xa bay từ rất lâu rồi. Hả? Cái gì? Không lẽ cậu tin hắn hay sao? Không nói nhiều nữa, chúng ta mau lên đường di chuyển về bán cầu Bắc đi. Không, đừng giết tôi mà. Dẫu gì trước đây chúng ta từng là bạn bè mà. Cậu gặp khó khăn, tôi đã giúp đỡ cậu. Sao bây giờ cậu lại thành ra thế này? Như thế này thì làm sao? Chính tình chúa tể của các ngươi áp bức ta, khiến ta phải lật đổ hắn. Bây giờ ta đã thống trị được thế giới này rồi. Chết đi! Chết tiệt! Đằng kia có thêm một kẻ đang làm loạn kìa. Mẹ kiếp, mau dừng lại! Gì thế này? Sao nhìn hắn giống như tình chúa tể của những tay tình TV men ngoài hành tinh ở đây thế này? Nhưng khoan, tại sao hắn lại giết chết thuộc hạ của mình chứ? Chết tiệt! Lũ hỗn kiếp nào nữa đây? Không lẽ các ngươi là đồng bọn với tên hiệp sĩ phương trợ tay tình Clockman đó hay sao? Bọn ta không phải là cùng phe với tên đó. Bọn ta là bộ ba phiêu chờ tay tạch từ trái đất đến đây để hành hiệp trưởng nghĩa. Rốt cuộc ngươi có phải là chúa tể hành tinh này hay không? Tại sao ngươi lại độc ác đến như vậy? Ngươi hỏi hay lắm. Ta chẳng phải là chúa tể ở cái hành tinh này gì cả. Ban đầu ta chỉ là một tay tạch TV man bình thường ở nơi đây mà thôi. Nhưng tình chúa tể của ta, hắn đã áp bức ta, ghét bỏ ta, xin nữa thì giết chết ta. Bởi vì ta lén phán với con người yêu của hắn. Hắn ganh tị vì ta chiếm được trái tim của cô ấy. Hắn đã giết chết cô ấy và khiến ta đau khổ. Không có cách nào khác, ta âm mưu hạ độc hắn, nuốt lấy cơ thể của hắn. Bây giờ ta đã trở nên một thực thể tai tình vô cùng mạnh mẽ. Ta ghét bỏ cái hành tinh này, ta muốn giết sạch. Thì ra người mới chính là hung thủ. Tí nữa thì bọn ta giết nhầm người rồi. Được rồi các cậu, mau tiến lên xử lý hắn nào. Các người định lấy đâu hiếp yếu tiêu diệt một mình ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ sức mạnh ta đã đạt đến mức độ thượng thừa. Các người dù có đông cấp mấy cũng chỉ là bọn rác rưởi dưới tay tao mà thôi. Bởi vì ta đã hấp thu và nuốt toàn bộ sức mạnh của tất cả những TV men trên hành tinh này rồi. Chết tiệt! Người nói nhiều quá đó. Các cậu mau lên một lúc luôn đi. Chắc chắn 3-1 không chột khốn que. Chúng ta sẽ làm cho hắn yếu dần rồi kết thúc hắn ngay tại chỗ này. Đúng là bọn ngu ngốc. Được rồi, vậy thì ta sẽ cho các ngươi tận hưởng lấy sức mạnh bóng tối mà ta vừa mới luyện được. Chết hết đi! Con kiếp, sao hắn mạnh dữ vậy? Thiệt ra người trốn mà bán cầu Bắc này, thứ chết tiệt. Bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Dark Future Titan TV Man. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi, ngươi là một kẻ phản bội lại giống loài, tiêu diệt và ăn thịt giống loài của mình. Ta thay thế cho công lý, thay thế cho chính nghĩa trong đa vũ trụ, kết thúc ngươi. Cột kiếp, tên Clockman đó, bây giờ hắn mới mò tới, còn nói nhiều nữa, mau kết thúc thứ đó đi. Chết tiệt, ngươi thật là dai, ngươi bám theo ta như đĩ vậy. Ở trận chiến lần trước, ta vì bất cẩn nên thua ngươi thôi. Bây giờ ta đã ăn và hấp thụ thêm rất nhiều năng lượng của cái bọn TV men ngu ngốc ở đây. Và bây giờ ta sẽ đối đầu với ngươi một lần nữa. Chắc chắn lần này ta sẽ cho ngươi tan xác, ăn luôn cơ thể của ngươi, hấp thu luôn sức mạnh của ngươi, rồi ta sẽ phá nát cả cái đa vũ trụ mà ngươi đang bảo vệ. Thưa ngu ngốc, được lắm, ngươi tự chọn đường chết thì đừng có trách ta.
Oh.